Hello, xin chào các bạn. Trong sự kiện CES 2022 diễn ra vào sáng hôm nay, thì Acer đã giới thiệu hàng loạt những mẫu laptop gaming mới nhất thuộc dòng ROG của hãng. Với nhiều cải tiến nổi trội từ công nghệ, thiết kế lẫn tính năng, tiêu biểu nhất có thể kể đến là dòng ROG Zephyrus G14, ROG Zephyrus Duo 16 và tablet chơi game ROG Flow Z13. Sản phẩm đầu tiên có thể kể đến ở trong video lần này đó chính là chiếc laptop gaming Acer Zephyrus G14. Zephyrus G14 mang đến rất nhiều những cải tiến về thông số kỹ thuật và tính năng. Một trong những cải tiến lớn nhất đó chính là sự hiện diện của webcam hồng ngoại tích hợp với Windows Hello. Thiết kế của Zephyrus G14 được cải tiến khi có một phần trackpad lớn hơn 50%, viền màn hình cũng nhỏ hơn và một phần đèn LED mini ở bên ngoài để có thể hiển thị hình ảnh động ma trận điểm mượt mà hơn và sáng hơn. Về phần cấu hình thì Zephyrus G14 mang đến một nâng cấp khá lớn. Laptop này sẽ sử dụng bộ vi xử lý AMD Ryzen 9 6000 series và card đồ họa AMD Radeon RX 6000S series mới nhất. Acer ROG Zephyrus G14 được hỗ trợ tối đa 32GB DDR5 và tối đa 1TB SSD PCIe 4.0. Laptop sẽ có hai cổng USB-C 3.2 Gen 2, hai cổng USB-A 3.2 Gen 2, cổng HDMI 2.0, đầu độc thẻ nhớ micro và jack cắm tai nghe 3.5. Laptop còn được trang bị công tắc MUX cho phép người dùng có thể chuyển đổi giữa card đồ họa tích hợp và card đồ họa rời. Khả năng làm mát cũng được cải thiện nhờ một buồng hơi mới, kim loại lỏng trong CPU và GPU, bộ lọc đầu tiên và quạt có lưu lượng gió lớn hơn. Về phần màn hình thì Zephyrus G14 mang trên mình màn hình 14 inch, tỷ lệ 1610, độ phân giải 2K, độ sáng lên đến 500 nits đi kèm với công nghệ Dolby Vision. Còn về dung lượng pin thì Zephyrus G14 được trang bị một viên pin có dung lượng là 67Wh. Acer tuyên bố thì viên pin này có thể kéo dài lên đến 10 giờ xem video liên tục. Và chiếc laptop nổi bật thứ hai đó chính là chiếc Acer ROG Zephyrus Duo 16. Chiếc laptop này là một trong những sản phẩm đổi mới và sáng tạo nhất của ROG trong năm 2022. Với công nghệ màn hình thứ hai mang tên RingSpark Plus, giúp tăng năng suất làm việc lên tối đa, hỗ trợ stream game trực tuyến và mang đến một trải nghiệm game hoàn toàn mới với màn hình phụ này. Nhờ vào cơ chế bản lề 4 hướng mới và màn hình phụ sẽ tự động nâng cao một góc 13 độ khi mở máy và nằm sát với màn hình chính, cho một trải nghiệm sử dụng hai màn hình gần như là không viền. Sản phẩm được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 11 tích hợp vi xử lý AMD Ryzen 9 6980HX và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti với công suất tối đa lên đến là 150W nhờ vào công nghệ Dynamic Boost cho hiệu năng cực đỉnh, đi kèm với keo tản nhiệt kim loại lỏng giúp giảm nhiệt độ CPU lên đến là 15 độ C so với keo tản nhiệt truyền thống. Công nghệ tản nhiệt mới giúp tăng 30% lượng gió mát vào hệ thống, tối ưu hóa hiệu suất tản nhiệt, đảm bảo giữ hiệu năng cao trong quá trình sử dụng lâu dài, chơi game hoặc là xử lý tác vụ đồ họa nặng. ROG Zephyrus Duo 16 cũng được tích hợp tính năng MUX Switch, giúp tối ưu giữa hiệu năng và thời lượng pin. Và sản phẩm cuối cùng mình nghĩ là ấn tượng nhất của Acer ở sự kiện CES 2022 lần này đó chính là chiếc máy tính bảng chuyên chơi game ROG Flow Z13. ROG Flow Z13 là một chiếc máy tính bảng có kích thước màn hình là 13,4 inch, đi kèm với chân đế phía sau. Acer đã trang bị sẵn cho chiếc tablet này bộ vi xử lý Intel Core i9 12900H và card đồ họa RTX 3050 Ti. Đây là một cấu hình đáng kinh ngạc ở bên trong một chiếc máy tính bảng chỉ dày có 12mm thôi. Bên cạnh đó thì ROG Flow Z13 còn chạy hệ điều hành Windows thay vì là Android. Do đó, đây cơ bản là một chiếc laptop chơi game cao cấp nhưng được Acer nhào nặng và nhồi nhét ở trong một hình dạng của một chiếc máy tính bảng với một thiết kế mỏng nhẹ. Nó còn được trang bị cả một bộ nhớ RAM DDR5 và PCIe 4.0. ROG Flow Z13 là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của Acer, nhưng nó được phát triển dựa trên tính năng đặc biệt nhất của dòng Flow X13, chiếc máy tính xách tay 2-trong-1. Nó cũng có thể kết nối với VGA rời bên ngoài bằng công nghệ của Acer. ROG Flow Z13 sở hữu một màn hình cảm ứng IPS với độ phân giải Full HD, tần số quét 120Hz và độ phủ màu sRGB 100% với độ sáng 500 nits. Ngoài ra thì nó còn có một tùy chọn độ phân giải cao hơn là 4K IPS nhưng với tần số quét chỉ là 60Hz thôi và độ sáng của nó sẽ là 450 nits. Cả hai màn hình này thì đều được phủ một lớp kính Gorilla Glass. Chiếc tablet chơi game của Acer còn đi kèm với một bàn phím gắn ngoài có đèn nền RGB cho từng phím. Các cổng kết nối bao gồm một cổng Thunderbolt 4 với DisplayPort 1.4 để xuất video và cổng sạc 100W, một cổng USB-C 3.2, một cổng USB-A 2.0, đầu độc thẻ micro và một cổng HDMI 2.0. Cuối cùng đó chính là một jack tai nghe 3.5mm. Ngoài ba sản phẩm kể trên thì tại CES 2022 lần này, Acer còn ra mắt những chiếc laptop gaming và PC vô cùng nổi bật khác nữa. Ví dụ như là ROG Strix K, ROG Strix G, ROG Flow X13 hay là ROG Strix GT 15 Gaming Desktop. Còn các bạn cảm thấy là những chiếc laptop gaming hay là những chiếc tablet chuyên để chơi game của Acer lần này như thế nào? Thì các bạn hãy để lại suy nghĩ của mình ở phía dưới phần comment nha. Và đừng quên là để lại cho tụi mình một like và một subscribe nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!